thưa quý vị bốn binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tử nạn trong cuộc tập trận NATO tại Na Uy bốn binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thiệt mạng khi máy bay Osprey của họ bị rơi tại một thị trấn ở Na Uy ở vòng Bắc Cực trong cuộc tập trận của NATO không liên quan tới cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine thủ tướng của Na Uy là Jonas Gahr Støre đã chia sẻ trên Twitter những người này thiệt mạng trong vụ tai nạn vào tối thứ sáu nguyên nhân đang được điều tra nhưng cảnh sát Na Uy cho biết thời tiết xấu trong khu vực những binh sĩ này đang tham gia cuộc tập trận của NATO mang tên là Cold Response. Hoa Kỳ nói danh tính của các binh sĩ này sẽ không được cung cấp ngay lập tức theo chính sách Bộ Quốc phòng về việc thông báo cho người thân. Máy bay lâm nạn là MV-22B Osprey. Máy bay có phi hành đoàn 4 người và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại quần Northland ở phía bắc Na Uy. Lực lượng vũ trang của nước này chia sẻ cuộc tập trận Cold Response bao gồm khoảng 30.000 binh sĩ, 220 máy bay và 50 chiếc tàu từ 27 nước. Các thành viên không thuộc NATO là Phần Lan và Thụy Điển cũng tham gia. Những cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 và sẽ được kết thúc vào ngày 1 tây tháng 4.